trà trộn vào tiệm làm tóc, người phụ nữ thành công lấy được ví tiền của chủ tiệm. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi vào cửa hàng làm tóc trên phố Thọ Lão, quận Hai Bà Trưng hỏi làm tóc, sau đó trộm lấy tiền của chủ tiệm trên bàn, lấy xe không biển số tẩu thoát. Diễn biến sự việc thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Theo camera ghi nhận, sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 10 tại một tiệm làm tóc trên địa bàn phố Thọ Lão, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thời điểm đó, khi anh chủ đang làm tóc cho một vị khách, thì bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ khoảng 50 tuổi tiến vào trong để hỏi làm tóc. Nhưng lúc anh chủ đang chăm chú làm tóc cho vị khách hàng, người phụ nữ đi vòng quanh hỏi chuyện để tìm kiếm mục tiêu. Nhận thấy được con mồi béo bở đang nằm trên bàn, người phụ nữ nhanh chóng tiến đến lấy rồi bỏ ngay vào túi. Sau khi đã lấy được ví, người phụ nữ vẫn bình thản hỏi han vài câu cho hết nội dung cuộc trò chuyện, rồi nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Theo anh Duy Hưng, chủ cửa hàng chia sẻ, sau khi làm tóc xong, mình mới tìm ví tiền để trả lại tiền dư sau khi thanh toán cho chị khách hàng nhưng không thấy đâu. Do đó, mình check lại camera thì mới phát hiện người phụ nữ vào hỏi thăm đã cầm nhầm ví tiền của mình đi. Số tiền có trong bóp khoảng 1 triệu, nhưng có rất nhiều giấy tờ như bằng lái xe, giấy đăng ký xe, chứng minh thư cùng với một số giấy tờ tùy thân khác. Sau khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, anh Hưng mong rằng mọi người có thể nâng cao cảnh giác để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.